Hello mọi người nha. Hôm mình có nghe nói là ở trong 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 Đầm Dơi á có một bác thứ 10 mà 90 tuổi rồi mà đọc thơ rất là hay. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu thử xem như thế nào. Mọi người nhớ đón xem nha. Rồi, giờ mình đã tới tới người ta chỉ nè. Bây giờ mình vào mình hỏi thử phải đúng nhà này không? Anh ơi, anh cho em hỏi thăm ở đây phải nhà của bác Mười không anh? À, đúng rồi. Có bác Mười ở nhà không anh? Có luôn. Còn bác Mười đâu anh? Nhà trên. Em tính phỏng vấn bác Mười chút xíu. Rồi, bác Mười ở nhà trên á. Rồi, cảm ơn anh. Thẳng lên. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Giờ mình mới hỏi là bác nhà bác Mười nhà trên á mọi người. Giờ mình lên mình hỏi thăm bác Mười. Rồi, hình như bác Mười ngồi á mọi người. Rồi, để mình vào mình hỏi thăm thử nha. Đây. Bác phải bác Mười không bác Mười? Lại con có nghe người ta nói bác Mười làm thơ hay á, hôm nay cho con phỏng vấn chút nha bác Mười. Bác Mười thường là bác Mười làm thơ gì bác Mười? Thường làm thơ mà chúc Tết hả? Dạ, thơ chúc Tết. Năm nay bác Mười nhiêu tuổi không Mười? Nay 90 tuổi chẳng. Rồi, bác Mười 90 sinh năm 1931. Dạ. Bác Mười 90 mà làm thơ đồ, con cũng nghe nói nhiều lắm, nghe nói bác Mười 90 mà bác Mười làm thơ rất là hay. Hôm nay con mới vô tìm hiểu thử. Vậy là bác Mười 90 không Mười? Dạ, bác Mười có thể làm một bài thơ gì cho con được không Mười? Được chứ. Dạ dạ. Vậy bác Mười làm bây giờ bác Mười muốn làm thơ gì? Làm hiện tại bây giờ hay là dạ bây giờ gần Tết thì mình làm thơ xuân đi không Mười? Đặt chứ còn bây giờ mình nói đâu có được. Dạ, vậy là nói mình liền đâu được. Dạ, vậy là mình có viết thành bài bản mới được. Dạ, vậy là bác Mười như bác Mười có ở nhà có viết gì sẵn chưa bác Mười? Có. Vậy cho con coi được không bác Mười? Được. Dạ. Thơ xuân đó. Thơ xuân phải không Mười? Ừ. Dạ. Ôi, bác Mười 90 đó mọi người. Bác Mười là 90 tuổi nghe cả nhà. Bác Mười là hiện giờ đang ở Đầm Dơi. Nghe nói bác Mười là đọc thơ xuân rất là hay. Hôm nay mình muốn tìm hiểu thử cả nhà. Đọc cái đó là đấy hả? Dạ, cái thơ xuân đó đi bác Mười. Cái này ha. Dạ. Đây là thơ xuân. Ủa thơ xuân này là bác Mười tự sáng tác ra luôn bác Mười? Tự sáng tác. Wow. Gửi cho mấy con nè. Dạ. Tết năm 2001. Dạ, bác Mười cho con mượn được không? Dạ. Dạ, dạ. À. Này, mọi người thấy không? Đây là thơ xuân năm Tân Sửu của bác Mười nha. Bác Mười 90 tuổi đó. Ủa cái này là bác Mười in ra ngoài máy in đó bác Mười? Lên vi tính á. Ồ. Wow, bác Mười. Giờ mình đọc thử cho mọi người nha, xem nha. Thơ xuân. Anh ơi, Tết đã đến rồi. Anh ra sắp xếp lên đường về quê. Quanh năm lo lắng cuộc đời. Cha già gần đất xa trời. Thương con xa xứ làm ăn quê người. Nơi nhà cha sống lẻ loi. Mong con thăm viếng tấm lòng không nguôi. Nói đây trong dạ bùi ngùi. Xuân này xuân nữa cha còn hay không? Năm nay phấn đấu vui lòng. Về quê ăn Tết mong đạt thành. Xuân này thăm mộ mẹ hiền. 6 năm cách biệt cũ tiền biệt tâm. Nhắc qua ruột thắt mấy lần. Có ai mua tảo bán tằng. Mấy ngày Tết đến cũng lần về quê. Nếu ai xa xứ làm thế cũng về ăn Tết nhang đèn cha ông. Nếu ai ở Mỹ Hồng Kông Cao Miên Ấn Độ cũng mong trở về.
Lời thư chúc đã não nề, chúc cạn não nề. Đượm tình thấm nghĩa phải về quê ta. Sáng tác là 10 voi, là bác 10 tên voi á, 10, có 10 tên 10 voi hả? 10 voi. Dạ. Đây là thơ của bác 10 nha mọi người. Bác 10 hơi ra ngoài, bác 10 cho nó sáng bác 10. Đây là bác thơ của bác 10 sáng tác luôn ấy cả nhà. Năm nay bác 10 90 tuổi mà sáng tác bài thơ rất là hay. Công nhận bác 10 quá hay bác 10. Đây mọi người thấy không? Bác 10 90 tuổi, bác 10 cầm cho con chụp. Để lên 10. Đây, bác 10 mọi người thấy bác 10 90 tuổi nha cả nhà. Đây, bác 10 90 tuổi. Chín mươi tuổi bác 10 làm thơ rất là hay á mọi người. Rồi rồi bác 10, bác 10 có nói gì không bác 10? Có chúc chúc gì cho mọi người xem video của bác 10 á? Dạ, chúc tất cả mọi người đều sang năm mới gặp nhiều may mắn mới, làm ăn phát tài. Rồi cảm ơn bác 10 nha bác 10. Mọi người thấy bác 10 90 tuổi nha. Nó làm thơ rất là hay luôn. Rồi mọi người nếu mà thấy thương thì mong chia sẻ cho bác 10 nha mọi người. Rồi bye bye, cảm ơn mọi người. Bye bye bác 10.